Nỗ lực chống dịch COVID-19 ở cửa ngõ sông Mê Công. Chiều 14 tháng 2, du thuyền AVAMDIA Sài Gòn 7071 quốc tịch Việt Nam, chở 103 khách du lịch có quốc tịch Mỹ, Canada, Anh từ Campuchia nhập cảnh, vào cửa khẩu quốc tế Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, được triển khai ngay ở trên tàu. Cán bộ kiểm dịch y tế đo thân nhiệt từng hành khách và thủy thủ đoàn, kết quả, 100% du khách không có biểu hiện bất thường bóng đá biên phòng, đã làm thủ tục nhập cảnh tàu, và toàn bộ hành khách. Ông Nguyễn Văn Đường Lâm, trạm kiểm dịch y tế cửa khẩu quốc tế Thường Phước cho biết, cách đó một ngày, các hãng tàu, đã gửi qua thư điện tử thông báo về số lượng khách lịch trình của tàu, từ đó mình mới sàng lọc từ xa, và đưa ra phương án chuẩn bị, tại cửa khẩu, nếu phát hiện hành khách nào có triệu. Chứng nghi ngờ bị nhiễm COVID-19, lập tức được cách ly tại Trung tâm Y tế Thị xã Hồng Ngự, hiện nay, trên địa bàn chưa có trường hợp nào phải cách ly. Dòng sông Mekong có lưu lượng tàu thuyền qua lại biên giới Việt Nam Campuchia rất lớn, duy nhất ở Việt Nam có cửa ngõ sông Mekong, có hai cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu quốc tế Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp và cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương, tỉnh An Giang, hai bên bờ sông có cửa khẩu phụ đường bộ. Sông Mekong có dòng chảy qua năm quốc gia, nên công tác kiểm soát dịch COVID-19 ở đây đặc biệt quan trọng. Tại trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương, được làm trên nhà nổi, cơ quan y tế lắp đặt máy đo thân nhiệt tự động. Hiện nay, có gần 20 công ty lữ hành du lịch Việt Nam chuyên dẫn khách qua lại Việt Nam Campuchia, khách du lịch qua lại tuyến đường sông Mê Công đủ các quốc tịch trên thế giới. Chiếm số lượng lớn là khách châu Âu, Mỹ, Canada. Từ khi xảy ra dịch COVID-19, không có khách Trung Quốc đi qua tuyến này, thời điểm này, trạm tăng cường tối đa quân số, để giám sát dịch ở người trên các tàu vận tải đường sông. Và phương tiện đường Bộ Đại úy Nguyễn Trường Giang, Phó trạm trưởng trạm cửa khẩu quốc tế đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước bóng đá biên phòng đồng tháp cung cấp thêm thông tin hãy bình luận phía dưới để thể hiện sự tự do ngôn luận nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại